Lionel Messi trốn trong nhà sau chức vô địch World Cup 2022. Trước tình cảm cuồng nhiệt của người hâm mộ Argentina dành cho mình, Lionel Messi được cho là sẽ ở yên trong ngôi nhà tại Rosario vào dịp Giáng sinh. Sau chức vô địch World Cup đầy cảm xúc tại Qatar, đội tuyển Argentina đã bay về nước và nhận được sự chào đón vô cùng cuồng nhiệt của người hâm mộ. Theo tờ TicSport, đã có khoảng gần 5 triệu người dân Argentina đổ ra đường trong buổi lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch của các cầu thủ và ban huấn luyện. Trước sức ép khủng khiếp từ đám đông và lo ngại về an toàn, toàn bộ đội tuyển Argentina đã phải cắt ngắn buổi lễ ăn mừng và được sơ tán bằng máy bay trực thăng. Và không có gì bất ngờ khi huyền thoại Lionel Messi là người được săn đón nhiều hơn cả. Các nhân viên an ninh đã phải làm việc cật lực để ngăn chặn những cổ động viên muốn tiến lại gần tiền đạo của PSG. Messi sau đó được bắt gặp đang di chuyển cùng vợ Antonin để về ngôi nhà của anh tại thành phố Rosario. Tuy nhiên, theo tờ Clarín, đó rất có thể là lần cuối cùng công chúng nhìn thấy Messi trong thời gian diễn ra dịp nghỉ lễ Giáng sinh, bởi Messi dự kiến sẽ nghỉ ngơi cùng gia đình và bạn bè tại ngôi nhà của anh ở Funes, cách Rosario khoảng 15 km về phía Tây, trước khi trở lại Pháp làm nhiệm vụ cho PSG. Việc đi lại gặp gỡ những người quen của Messi gần như là không thể khi trước căn nhà của anh luôn luôn có vài trăm người trực chờ để được gặp thần tượng của mình. Cũng theo Clarín, vào ngày 22 tháng 12, El Pulgar đã dành một chút thời gian trò chuyện với Gabriel Henger, cựu hậu vệ người Argentina và Manchester United hiện là huấn luyện viên của New Sir Old Boys. Trước đó, thị trưởng thành phố đã đề nghị một vị trí trung tâm để tổ chức sự kiện ăn mừng cho Messi, Di Maria và Angel Correa, những người sinh ra tại Rosario. Tuy nhiên, Clarín cho biết những dự định trên dường như đã bị đổ bể sau sự cuồng nhiệt đến tiêu cực của một số người hâm mộ bóng đá Argentina. Sau khi cùng các đồng đội nâng cao chiếc cùng vàng danh giá, tương lai của Messi dần được vén màn khi cựu sao Barca cam kết gắn bó với PSG và đội tuyển quốc gia Argentina.